Các bạn có biết điều gì đáng sợ và kính nể hơn một chúa tể hay không? Đó là hơn cả chúa tể. Và đây cũng là nội dung video hôm nay của chúng ta, một series dùng từ hay thôi chưa đủ mà phải chèn thêm chữ quá đằng trước nữa. Và đương nhiên Overlord đã được hai đề tộc bọn tôi, kênh chuyên phân tích anime kèm theo sự xạo lìn chuyển thể thành khá khá video hấp dẫn rồi. Bạn nào chưa xem các video trước thì tranh thủ xem kẻo vô đây là ngáo ngơ luôn đấy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần 4 trong chuỗi video đặc biệt về Overlord. Ở video trước, Philip đã dũng cảm mời Abedo đến buổi vũ hội do anh tổ chức. Nó là như vậy nhưng thực sự Philip chỉ lo từ A đến B, còn Hilma thì lo từ B đến Z. Philip trên danh nghĩa vẫn là người tổ chức bữa tiệc và gửi giấy mời cho các vị khách bằng con dấu gia tộc mình. Như vậy Hilma vẫn có thể thao túng từ trong bóng tối. Còn đương nhiên Philip cứ tưởng mình là gà nhưng hóa ra là hạt thóc. Buổi vũ hội được tổ chức rất hoành tráng với đông đảo khách mời quý tộc. Trong đó hầu hết là những kẻ được Hilma lựa chọn cho phe phái mới sau này những kẻ đó được huma gọi là quý tộc giác rưởi hạng ba những kẻ vô tích sự nhưng phù hợp cho kế hoạch của cô trung quy tất cả đến tham dự sự kiện này thực sự không phải vì lời mời của philip mà là vì huma và khách mời là sứ giả của vương quốc sorcerer điều đó được thể hiện rõ khi nhiều khách mời tham dự đến chào hỏi hima trước sau đó mới chào hỏi philip với thái độ miễn cưỡng philip cho rằng đó là hành động của những kẻ ngu ngốc và họ sẽ phải nợ anh vì sai lầm này mà nếu họ là những kẻ ngốc thì thiên tài như anh sẽ dễ dàng hơn để lãnh đạo phe quý tộc mới chỉ tiếc rằng gia đình anh không đủ giàu mạnh dù không thông minh cho lắm như philip cũng thấy rằng phe quý tộc mới này không đủ sức để chống lại phe khác nhưng chỉ với vài câu tầng bốc của huma chàng trai này đã tự tin rằng anh có thể dẫn dắt phe quý tộc yếu kém này trở thành một thế lực mạnh mẽ lúc này philip mới để ý rằng huma rất gầy hắn lo cho người cộng sự của mình nàng tóc vàng nói rằng cô đang ăn kiêng nhưng thực ra là cô gặp khó khăn trong ăn uống sau nhiều lần được kia hư cô rửa tội nghi lễ đó gần giống với những gì gringham phải trải qua chỉ khác là cô được hồi phục liên tục để có thể trải qua nó nhiều lần cũng đã đến lúc buổi vũ hội nên được chính thức khai màn. Philip cùng Hilma đi mời Abedo tham gia vào bữa tiệc. Abedo tham dự bữa tiệc với một bộ váy đen tuyển lộng lẫy. Trên đường đi đến bữa tiệc, nữ sứ giả chỉ cảm ơn vì buổi tiếp đón và nở một nụ cười xã giao thôi, mà Philip cũng tưởng tượng ra được là cô ấy bắt đầu thích anh. Không những vậy, Philip nghĩ rằng anh sẽ sớm muộn đứng đầu một nhóm quyền lực ở vương quốc Riestais, còn vương quốc Sorcerer suy cho cùng cũng chỉ là một đất nước nhỏ xíu. Vì vậy, Albedo cùng lắm cũng chỉ là một công tước nhỏ của một quốc gia nhỏ bé, nên Philip nghĩ anh hoàn toàn có thể xứng với cô ấy đúng là ảo tưởng sức mạnh hết chỗ nói. Cô bé đần đánh bạo một phen, hỏi về tình trạng hôn nhân của Abedo. Đương nhiên cô ấy trả lời là single và vẫn chưa ra album. Điều đó khiến Philip mừng thầm, thậm chí còn dám chạm lên vào Abedo. Cơ thể ngọc ngà đó vốn chỉ có Ensama mới có thể trực tiếp chạm vào. Vậy mà một kẻ thấp hèn như Philip dám tự tiện thực hiện hành vi đó. Nhìn Abedo nghiến rằng là anh em biết cô ấy giận đến nhường nào rồi. Tuy nhiên là một người thông minh và lý trí trong công việc, cô biết đây chưa phải lúc để xả cơn giận của mình buổi tiệc diễn ra một cách suôn sẻ mà không có hành động ngu ngốc nào hilma chỉ đứng một góc và quan sát đám hề trong trang phục quý tộc mà cô mới tập hợp một cách khinh bỉ và tên chú hề ngu ngốc nhất đến làm phiền cô anh ấy biết là ai rồi đấy anh ta thông báo rằng ngài sứ giả muốn đi nghỉ và cô ấy muốn hilma dẫn về phòng thậm chí philip còn muốn đi cùng hai người hilma phải tìm đủ lý lẽ để ngăn cản tên ngốc này sau đó philip thổ lộ với hilma rằng anh ta muốn cầu hôn abedo điều đó khiến một diễn viên xuất chúng như hilma cũng phải sốc toàn tập quên mất vai diễn của mình mà chửi thề hilma không dám nghĩ địa ngục nào sẽ chào đón cô ở phía trước nếu philip thực sự làm điều đó cô kịch liệt khuyên càn cậu bé đần này rồi đánh bại chuồn đi đón abedo để khỏi phải nghe thêm những điều ngu ngốc từ anh ta hilma ra hội trường để đón nữ tổng quản về phòng trên đường đi abedo đã tỏ ra tức giận vô cùng với hành vi của philip đối với cô abedo muốn hilma loại bỏ tên giỏi bọ đó nhưng sau đó nghĩ lại sự ngu ngốc của tên này khá ấn tượng anh ta có thể là một con cờ phù hợp Hilma theo chân Abedo đến một căn phòng nơi nam thủ lĩnh còn lại của bát chỉ đã chờ sẵn. Họ cũng gầy rộng như Hilma vì cũng trải qua lễ rửa tội giống cô. Vương quốc Sorcerer đã khuất phục các bát chỉ như một phần trong kế hoạch phá hủy vương quốc Riestais. Trước kia, các thủ lĩnh bát chỉ hợp tác với nhau nhưng không tin tưởng nhau cũng như tranh giành quyền lợi. Giờ đây, khi đứng cùng nhau trên con thuyền số phận, họ tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai trên đời. Abedo bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng người, sau đó cô hỏi thêm về việc đề bà thủ lĩnh mới và hai ghế còn trống. Cho anh em nào quên thì bác chỉ đã mất hai thủ lĩnh và giờ chỉ còn 6 người. Zero, thủ lĩnh chi nhánh bảo an đã bị giết bởi Sebas, còn Cocodo, thủ lĩnh chi nhánh nô lệ bị hoàng gia bắt giam. Hoạt động của hai chi nhánh này bị tê liệt sau khi mất thủ lĩnh, thậm chí có một số cấp dưới của chi nhánh bảo an còn định đảo chính nhưng đương nhiên là không thành. Tuy nhiên, hoạt động của bác chỉ hiện tại vẫn ổn mà không cần đến hai chi nhánh đó, nên việc đề bà thủ lĩnh mới là không cần thiết. Trên hết các thủ lĩnh biết rằng, thủ lĩnh mới sẽ phải trải qua lễ rửa tội. Các thủ lĩnh trước kia đều là những kẻ ác làm vô số điều ác, lấy đi vô số mạng người. Nhưng sau khi trải qua địa ngục thực sự, họ không muốn ai khác phải chịu cảnh giống như họ. Dù rủ thay sau này có Coco Doll, cái giá cho việc giữ lại mạng sống. Đám thủ lĩnh bát chỉ là một trong những kẻ đầu tiên được ăn cả roi vọt lẫn kẹo ngọt từ Nazarick. Miễn là từ nay về sau họ cống hiến tận tâm cho Nazarick, cuộc sống của họ sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên nếu được lựa chọn, họ vẫn sẽ lựa chọn bỏ chạy, hảo cống hiến. Trước lại cuộc họp, Abedo nhắc lại mục đích cuối cùng của kế hoạch đó là để vương quốc Sorcerer thâu tóm vương quốc Riesthais. Bác chỉ biết rằng Nazarick là thế lực mạnh mẽ, nó được là sẽ làm được, kế hoạch chắc chắn không thể thất bại nên họ chỉ biết cúi đầu và nghe lệnh. Trước khi đi, cô yêu cầu theo nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về một vật phẩm ma thuật huyền thoại có thể thao túng cầm trí. Abedo chắc hẳn đang nói về vật phẩm thao túng Shaltier, của item nghiêng nước nghiêng thành. Tuy nhiên chắc chắn thì có những thành viên cao cấp nhất của Pháp Quốc mới giữ thông tin này. Sau khi rời đi Albedo tới thăm công chúa Renner, nữ tổng quản có bốn mục tiêu khi đến thăm vương quốc Riestais. Đầu tiên là vận chuyển tài nguyên, việc này đã giao cho bác chỉ, thứ hai là tạo cớ để gây chiến, thứ ba là đặt nền móng cho những mục tiêu cá nhân của cô, và cuối cùng là giao dịch với người cô đang đến thăm. Gọi là giao dịch thì cũng không chính xác, nó giống một phần thưởng hơn. Ngay khi Albedo đến, trong căn phòng chỉ còn có Renner và một con quỷ bóng, cô ấy ngay lập tức quỳ xuống và cúi đầu cho Abedo. Nhưng hành động này không sống với Janak, đây là hành động của cấp dưới đối với cấp trên. Tại sao lại là cấp dưới bởi Renner đã phục vụ Demiurge và Nazarick từ trước cuộc tấn công của Jadabaoth và Vương Đồ? Để phân tích hết những chi tiết xoay quanh sự phản bội này, tôi xin được nhắc đến trong video riêng về Renner. Cọ Abedo đến đây hôm nay là đề thưởng cho Renner một chiếc hộp. Nó được niêm phong rất kỹ và chỉ mở ra khi đạt đủ điều kiện nhất định. Chi tiết về chiếc hộp này tôi sẽ bật mí cho anh em trong những video sau nhé, vì nó hơi bị xịn đấy. Đối với Renner, chiếc hộp là bước mở đầu trong quá trình cô trở thành một con dân trong Nazarick và đảm nhận chức vụ tương đương thủ vệ khu vực trong tương lai. Nhưng cho tới khi đó, cô phải hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình trước đã. Đây chính là bài kiểm tra đặc biệt dành cho cô. Để chuyến thăm không diễn ra quá trong vánh, hai người ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm và có gì hợp lý hơn khi hai người phụ nữ ngồi nói chuyện về người yêu của họ. Abedo thì hỏi Renner về con cún con của cô, còn Renner lại muốn nghe về Ensama. Vậy là những thông tin về chuyến thăm ngoại giao của Abedo kết thúc tại đây. Trong kế hoạch thâu tóm các quốc gia lần cận, nữ tổng quản là người lên kế hoạch cho vương quốc Riestais, còn Demiurge đang lo liệu thánh quốc Robo. Và như mọi khi, việc gì qua tay Abedo thì đều diễn ra một cách trơn tru và hoàn hảo, chỉ là nhờ một số người mà nó nhanh hơn cả dự kiến. Chị tổng quản xinh đẹp này xứng đáng là cô vợ quốc dân, do việc nước, đảm việc nhà đã thông minh lại còn chăm chỉ, vừa đảm đang vừa lem lem, tuy hay ghen tuồng nhưng được cái nghe lời chồng và không cam giam. Chỉ tiếc rằng anh nhà bất lực và hơi vô tâm. Còn về phía Philip cũng có màn thể hiện xuất sắc, độ ảo tưởng và ngu ngốc của anh không ai sánh bằng được. Tác giả thật tài tình khi có thể xây dựng ra một nhân vật ngu một cách thần kỳ như vậy. Đó là tất cả những gì diễn ra ở chương 2, vẫn còn một phần giao đoạn vô cùng hoành tráng anh em nhé. Nào, cùng xem tiếp thôi. Tại một nơi bí mật nằm sâu trong Pháp Quốc có một thánh đường bất khả xâm phạm, nơi chỉ một vài người có thể lui tới. Nơi đây là nơi thiêng liêng nhất của Pháp Quốc, có đặt 6 bức tượng lớn của lục đại thần và cũng là nơi tổ chức những cuộc họp quan trọng. Hai tuần sau trận chiến tại đầu bằng Kaze, một cuộc họp của 12 thành viên cao cấp nhất của Pháp Quốc Slane được tổ chức, trong đó bao gồm giáo hoàng, thành viên cao cấp nhất của giáo hội. Kế đến là Lục Hồng Y, đứng đầu 6 giáo phái cùng phụ sự Lục Đại Thần. Lục Hồng Y bao gồm Hỏa Hồng Y, Berenice Nagua Santini, Thủy Hồng Y, Ginedine Delan Guefi, Phong Hồng Y, Dominic Ire Patoche, Thủ Hồng Y, Raymond Jacques Laurentian, Quang Hồng Y, Yvonne Chasna da và cuối cùng là Ám Hồng Y, Maximilian Oreo Lagier. Trước khi cuộc họp bắt đầu như thường lệ, họ dọn dẹp toàn bộ căn phòng bằng tay. Họ có thể dễ dàng sử dụng phép thuật để làm sạch căn phòng, nhưng không ai dám làm vậy ở nơi thiêng liêng này. Sau khi dọn dẹp xong, họ cầu nguyện ở trước sáu bức tượng của lục đại thần rồi mới chỉnh trang lại ngoại hình. Raymond Jacques Laurensan, thổ hồng y kiêm tổng tư lệnh lục thánh kinh, là người tổ chức cuộc họp này tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu. Mọi thành viên khi ngồi họp tại đây đều bình đẳng như nhau, không phân cấp bậc cao thấp phục vụ chung một lý tưởng. Nội dung chính xoay quanh sự hình thành của vương quốc Sorcerer và lãnh đạo bởi ma pháp sư Esogo. Trước kia họ đã biết Esogo là ma pháp sư có thể điều khiển Dead Knight từ sự kiện làng Thousand Leagues Astrologer Thiết Lý Chiêm Tình, tức ghế thứ bảy Hắc Thánh Kinh đã quan sát trận chiến tại KC từ xa, sau đó cô đã tự nhốt mình lại trong phòng và không chịu ra ngoài nên báo cáo có một chút chậm trễ. Khi đọc xong báo cáo thứ nhất, gương mặt tất cả mọi người đông cứng lại rồi trở nên trắng xám, hơi thở thì trở nên gấp gáp. Người thì nói vô lý, người thì hỏi lại, tin chuẩn chưa anh? Raymond chỉ đáp lại, chuẩn em nhé. Biểu hiện của họ như vậy vì trong báo cáo có ghi, quân đội vua pháp sư bao gồm ít nhất 200 đến nai và 300 số ít tờ. Mỗi điện này có độ khó từ 100 trở lên, mỗi số ít tờ có độ khó 100 đến 150. Trong bảng xếp hạng độ khó quái vật, cấp cao nhất là A cộng cộng với độ khó 71 trở lên. Một mạo hiểm giả Adamantis có thể xử lý được con quái vật độ khó khoảng 90, còn trên 100 thì vượt qua khả năng của nhân loại. Mỗi một điện này hoặc số ít tờ có thể dễ dàng tiêu diệt một đất nước nhỏ, và với đội quân 500 điện này và số ít tờ, đơn giản là không thể ngăn cản. Có một số người nghi ngờ báo cáo nhưng họ không thể nghi ngờ năng lực của thiên lý chiêm tình. Họ thảo luận về vua pháp sư sẽ sử dụng đội quân đó ra sao. Vì vua pháp sư là ăn nên họ đều đi đến kết luận rằng ông ta sẽ phá hủy các quốc gia lân cận. Giải pháp đối phó được thảo luận đầu tiên là đội hắc thánh kinh. Mỗi thành viên vốn đã mạnh tương đương một mạo hiểm giả cấp adamantit. Mỗi người lại sở hữu khoảng ba vật phẩm do thần thánh để lại. Thần này hơi bị keo kiệt khi để lại hơi ít đồ nhỉ? Trong khi mình Ace lúc nào cũng cất trong người cả đống đồ rồi. Ngoài ra pháp quốc Slane còn có thể triệu hồi thiên thần cao cấp. Nhưng nếu họ đang nói đến Dominion Authority mà Nigun từng triệu hồi, thì đây cũng chỉ là thiên thần trung cấp trong Ixtrazo. Và Death Knight và Soul Eater cũng là Undead trung cấp, nên không có sự chênh lệch sức mạnh quá nhiều ngoài sự khắc hệ. Raymond được tăng suy nghĩ sử dụng hắc thánh kinh vì ông cũng từng là thành viên thế hệ thứ ba của đội quân này nên ông hiểu rằng chỉ cần số lượng tương đương thôi đã khiến họ gặp nhiều khó khăn. Đừng nói đến là 12 vs 500, tuy nhiên Pháp Quốc vẫn còn con át chủ bài đó là Godkin. Nhắc đến Godkin, mọi người dần bớt căng thẳng và hân hoan hơn. Nhưng Thủy Hồng Y Jenedin, một ông già nhăn nheo nhưng đầy tri thức nhận ra Raymond vẫn còn giấu mọi người một cái gì đó. Ông cho rằng thiên lý chiêm tinh không tự ra mình trong phòng vì đội quên Andes kia, hẳn báo cáo vẫn còn thiếu gì đó. Đó là lúc Raymond đưa ra bản báo cáo thứ hai, nội dung về thứ mà thiên lý chiêm tinh tin rằng Godkin cũng không thể chống lại. Pháp quốc vốn chỉ có thông tin mơ hồ về cuộc chiến. Họ biết rằng vua Pháp sư sử dụng một ma pháp quyền năng khiến quân đội vương quốc Riestais bị đánh bại và tháo chạy, không rõ về quá trình cụ thể cũng như thương vong. Sở dĩ chưa làm hai báo cáo bởi nội dung báo cáo thứ hai có thể làm mọi người sốc, bởi ở đây toàn mấy ông già thì dễ đột quỵ lắm. Và chắc chắn mọi người sẽ không tin một cách dễ dàng. Báo cáo thứ hai nói về việc En dùng một ma pháp quét sạch một cánh quân của vương quốc là khoảng 80.000 người, sau đó triệu hồi ra những con quái vật và tiếp tục tàn sát hàng vạn người. Họ nhận ra đây là ma pháp cấp 11, hai anh em đã biết là siêu cấp ma pháp. Vì vậy họ biết rằng Esogo là một player, lại là một undead, liệu có phải Susana hạ phàm lần nữa? Tuy nhiên họ gạt bỏ ý nghĩ này vì nếu là Susana, tín độ đầu tiên của ông ấy tức Rofus sẽ biết đầu tiên. Họ chuyển sự tức giận sang phía vương quốc Riestais, một quốc gia có rất nhiều điều kiện để phát triển, đã được Pháp quốc lên ngấm ngầm hỗ trợ rất nhiều vì tương lai nhân loại. Vậy mà vương quốc Riestais lại trở thành một đất nước mục nát, lại còn đầu độc đế quốc Baharut bằng chất gây nghiện. Vì vậy, sức mạnh nhân loại không kịp phát triển để đối đầu với nguy cơ từ bên ngoài, trong đó có nước Cộng hòa Arklan, hòn đảo lớn nhất cản đường Pháp quốc lên không tự mình bành trướng được. Nước Cộng hòa này là đất nước đa chủng tộc, có cả bán nhân, nhưng ngược lại giáo lý của Pháp Quốc. Nhân loại là loài được chọn bởi các vị thần và các chủng tộc khác nên bị tuyệt diệt và người dân Pháp quốc Slain cũng khá máu chó khi thường xuyên mong muốn chiến tranh với Cộng hòa Auckland. Nhưng có nguyên nhân khiến lãnh đạo Pháp quốc không thể phát động chiến tranh bởi nước Cộng hòa này rất mạnh do có Platinum Dragon Lord. Nếu họ chiếm vương quốc Riestais, họ sẽ phải chia sẻ biên giới với Cộng hòa Auckland. Còn nếu thao túng từ bên trong cũng không ổn vì vương quốc quá lớn, do đó họ phải mượn tài đế quốc. Một trong những bước đi của kế hoạch là ám sát Gachev tại Season 1 do họ sâu chuỗi sự kiện đó với Esogo. Họ từng nhận được thông tin về một ma pháp sư tên Esogo đã tiêu diệt đội quang thánh kinh không nhầm lẫn đâu được, ông ấy cũng chính là vô pháp sư. Giờ họ tiếp tục liên hệ Esogo với những nhân vật mạnh mẽ mới nổi khác, Honio tức Shaltier, và Momon. Liệu mối quan hệ giữa bốn người họ là gì, ai là bạn, ai là thù với nhau? Viễn cảnh tệ nhất và khó xảy ra nhất là cả bốn người đó đều cùng một phe. Anh ấy biết sự thật rồi đấy. Nó còn tệ hơn những gì mà người trong cuộc họp này có thể nghĩ ra. Mọi người đồng ý rằng họ buộc phải hành động thay vì chỉ co cụm ngồi chờ. Họ cần thiết lập một giao kèo với một phe nào đó phụ pháp sư hoặc Momo nữ quá liều lĩnh. Cuối cùng họ chọn hoàng đế Zignif, vẫn là một canh bạc nhưng ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên trước tiên họ cần tham dò lập trường của Zignif. Chốt xong vấn đề này, họ chuyển sang tình hình tại Erantel, liệu người dân ở đó sống ra sao? Ngày sau đó, hiếm ai tin vào câu trả lời của Raymond. Thành phố được cai trị trong hòa bình, các Andes với sức mạnh khủng khiếp lại làm những công việc tầm thường, đến nay được dùng như lính gác, Elderlich thì hoạt động như công chức nhà nước, còn Eater thì sử dụng như động vật kéo xe. Hội nghị tỏ ra khâm phục với người dân Irantel và Mormon. Họ cũng nghi ngờ Ains với Momon là một, nhưng ngay lập tức gạt đi vì nó quá khó xảy ra. Họ xem xét liệu có thể lợi dụng Momon không, nhưng sợ trở thành kẻ thù của ông ấy. Suy cho cùng thì Pháp Quốc Lên vẫn phải tự mình hồi phục lại năng lực quân sự. Đội quang Thánh Kinh mất gần hết trụ cột, đối mặt với việc bị giải thể, hắc Thánh Kinh cũng bị tổn thất. Cùng với đó là sự ra đi của kare một công chúa Miko cùng vương miện trí tuệ, Do sự thù địch của họ được chuyển sang đất nước Elf, hai nước từng là đồng minh cho đến khi vua Elf bắt cóc Godkin của Pháp Quốc và cưỡng hiếp bà ấy, nhưng bà ấy đã được cứu về trước khi Jessie được sinh ra, hiện hai nước vẫn đang giao tranh với nhau và đất nước Elf đang gặp bất lợi. Kế hoạch tiêu diệt đất nước Elf lâu hơn dự kiến do họ không thể cho Jessie tham chiến, nếu Jessie tham chiến, khả năng cao các Dragon Lord sẽ can thiệp vì cô là con cháu player. Quay lại chủ đề chính, họ bàn luận về việc sử dụng nghiêng nước nghiêng thành để chống lại vua Pháp Sư, nhưng nó quá nguy hiểm. Vì vậy, họ quay trở lại với mục tiêu là Catastrophe Dragon Lord nếu ông ấy xuất hiện. Với tình hình tứ bề thọ địch như hiện nay, Pháp Quốc phải cân nhắc gây áp lực để đưa các cựu thành viên Hắc Thánh Kinh trở lại phục vụ. Phần giao đoạn đến đây là hết. để mới thực sự là kết thúc của video này nha anh em. Vậy, đối với những âm mưu thâm hiểm từ Pháp Quốc lên thì liệu Sương Sama sẽ đối phó như thế nào? Mọi thứ sẽ được giải đáp rõ ràng từ A đến Á trong các video sau của hai đề tộc bọn tôi. Đừng quên ấn like và subscribe để không bỏ lỡ những con hấp dẫn về anime nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.